Kính chào quý vị và các bạn, một ngày mới đã bắt đầu và cảm ơn quý vị và các bạn đã thức giấc sớm cùng chúng tôi để bắt đầu chào ngày mới. Tôi là Minh Đường, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 15 phút của chương trình sáng nay. Trước hết thì mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030. Đề án đặt ra mục tiêu giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt khoảng từ 60 đến 62 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong đó nhóm nông sản chính đạt 25 tỷ đô la Mỹ, lâm sản đạt khoảng từ 16 đến 17 tỷ đô la Mỹ, thủy sản đạt 15 tỷ, sản phẩm chăn nuôi đạt từ 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ, mặt hàng nông lâm thủy sản khác đạt khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng từ 6 đến 8% một năm. Khoảng 40% sản phẩm nông lâm thủy sản của Việt Nam xuất khẩu được gắn thương hiệu quốc gia bởi vì sản phẩm truy xuất được nguồn gốc. Khoảng 60% giá trị xuất khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản là qua chế biến và chế biến sâu. Theo đó, giải pháp chung để hoàn thành mục tiêu trên là rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách xuất khẩu nông lâm thủy sản, tiếp tục thực hiện và hoàn thiện chính sách thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng, triển khai các hoạt động nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh thương hiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và quốc tế. Năm 2021, việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau COVID-19 được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Agribank. Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận của ngân hàng sẽ phải chia sẻ với nền kinh tế và hoạt động và tiết giảm chi phí tối đa để bù đắp cho việc giảm các mức lãi suất cho vay, giảm các loại phí giao dịch và gia tăng trích lập dự phòng. Agribank cũng đã có những cái giải pháp tiếp tục ứng phó với dịch bệnh, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, không bị gián đoạn trong mọi trường hợp. Về hoạt động tín dụng, Agribank tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm khắc phục bất lợi từ việc đóng cửa nền kinh tế, giãn cách xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 và duy trì tính cạnh tranh trong kỷ nguyên kinh tế số, phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ số theo hướng lấy khách hàng là trung tâm gắn với mục tiêu ngân hàng số và ngân hàng bán lẻ. Cây gai xanh là loại cây có giá trị về kinh tế bởi có thể sử dụng tất cả các bộ phận của cây để làm ra sản phẩm như là thân và vỏ dùng sản xuất sợi dệt vải, lá được sử dụng trong chế biến bánh gai và tách chiết lấy tinh dầu, thân cây được dùng làm nguyên liệu sản xuất giấy. Hiện nay thì toàn tỉnh có trên 280 ha trồng cây gai xanh AP1 tại địa bàn huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Phú Yên, Yên Châu và Sốp Cộp, trong đó diện tích cho sản phẩm là 210 ha. Mỗi năm cho thu hoạch trung bình từ 4 đến 5 lứa, năng suất đạt từ 2 đến 3 tấn vỏ gai khô 1 hecta một năm. Giá trị vỏ khô đạt 40.000 đồng trên 1 kg vỏ khô và thu nhập đạt từ 80 đến 100 triệu 1 hecta một năm. Việc phát triển cây gai xanh đã khai thác triệt để tiềm năng lợi thế của địa phương. Điều này cũng khẳng định việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng cải thiện năng suất, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất quy mô lớn có hiệu quả kinh tế cao, tăng sức cạnh tranh là hướng đi đúng nhằm giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, nhất là vùng nông thôn miền núi. Mường Và là xã trồng lúa nếp tan lớn nhất huyện Sốp Cộp của tỉnh Sơn La với diện tích là hơn 200 ha. Giống nếp này đã trở thành giống lúa đặc sản nổi tiếng của huyện Sốp Cộp. Nếp tan Mường Và có loại là tan hin, tan nhe, tan đỏ. Đây là những giống lúa địa phương được các thế hệ người Thái, người Lào ở đây gìn giữ để lại cho con cháu đến bây giờ. Với khí hậu thổ nhưỡng phù hợp với giống lúa đã tạo nên hạt gạo nếp tan có tiếng thơm ngon cho năng suất bình quân từ 4,5 đến 5 tấn hecta. Với diện tích gieo cấy là hơn 200 hecta, sản lượng thóc nếp của xã đạt trên 900 tấn thóc một năm. Huyện Sốp Cộp đã có chủ trương là hỗ trợ bà con đầu tư sản xuất lúa nếp này, đồng thời quy hoạch một vùng sản xuất riêng, không để lai tạp với giống nếp khác, mang thương hiệu riêng của nếp tan Sốp Cộp, tạo nên giá trị hàng hóa cao, lưu thông trên thị trường. Lúa nếp tan Mường Và đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu bảo hộ và được chọn là một trong 20 sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La. Đây là niềm vui cũng đặt ra những trách nhiệm cho chính quyền và người dân ở địa phương, để tiếp tục gìn giữ phát huy đưa hương thơm sản phẩm nếp tan Mường Và vươn xa hơn. Hội cựu chiến binh huyện Thuận Châu hiện có hơn 5.240 hội viên sinh hoạt tại 455 chi hội. Những năm qua, Hội cựu chiến binh huyện đã đứng ra ủy thác với phòng giao dịch, ngân hàng chính sách xã hội huyện cho hội viên vay vốn, phát triển sản xuất kinh doanh. Đến nay, tổng số dư nợ đạt trên 549,4 tỷ đồng,
thông qua 145 tổ vay vốn tiết kiệm. Phong trào cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã tạo nên sự gắn kết trong hội viên, phát huy ý chí nghị lực của những cựu chiến binh vươn lên xóa nghèo và làm giàu. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh huyện Thuận Châu đã giảm xuống còn khoảng 3%. Cùng với giúp nhau phát triển kinh tế thì công tác an sinh xã hội, nghĩa tình đồng đội được hội triển khai thực hiện hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thường xuyên tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, người có công trong dịp lễ Tết, phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, trở về với cuộc sống đời thường. Những người cựu chiến binh huyện Thuận Châu đang tiếp tục phát huy tình đồng chí đồng đội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Công tác tuyên truyền phổ biến về thu gom gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh đã được các đơn vị chuyên môn, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố thực hiện thường xuyên, rộng rãi bằng nhiều hình thức. Cụ thể là đã xây dựng được 20 bộ pano về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng, thu gom 3 gói thuốc bảo vệ thực vật tại vùng canh tác tập trung trên địa bàn các huyện thành phố. Tổ chức 30 lớp tập huấn cho trên 10.680 lượt người tham gia về nâng cao nhận thức và kiến thức cho người nông dân về quản lý, thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Đồng thời, nhiều tổ bản đã đưa nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vào hương ước quy ước được hầu hết người dân tuân thủ, chấp hành, tạo được thói quen thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đặc biệt là tại vùng trồng Việt Gáp, sản phẩm an toàn đã được tuân thủ nghiêm ngặt, tạo được phong trào hướng đến không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện ngày mới. Thưa quý vị và các bạn, với biên độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn, độ ẩm thấp, đặc biệt là khi dự báo lượng nước ở các lưu vực sông sẽ thiếu hụt khoảng 20% so với trung bình nhiều năm, Sơn La đang bước vào cao điểm của mùa khô hanh năm 2021. Chính vì vậy, ngay trong thời điểm này thì lực lượng kiểm lâm đã luôn duy trì quân số theo dõi chặt chẽ diễn biến cháy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng, phấn đấu hạn chế tối đa xảy ra cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Trong những ngày đầu xuân, tại hạt kiểm lâm thành phố, những cán bộ kiểm lâm đang theo dõi những diễn biến cháy rừng qua hệ thống phần mềm cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm Lâm. Cùng với hệ thống máy tính bảng và các phương tiện hỗ trợ khác đã giúp lực lượng kiểm lâm thuận tiện hơn trong công tác bảo vệ rừng, đặc biệt khi việc hạn chế tụ tập đông người đang được thực hiện nghiêm túc. Lô mình đang đứng là lô 43. Trong quá trình phòng cháy chữa cháy rừng, thì kiểm lâm địa bàn chúng tôi đã áp dụng ảnh viễn thám và vệ tinh của Cục Kiểm Lâm kết hợp với máy tính bảng. Kiểm lâm địa bàn đã xác định được chính xác điểm cháy và loại rừng cháy để huy động lực lượng dập tắt và ứng cứu kịp thời. Việc ứng dụng hệ thống phần mềm cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm Lâm đã được triển khai đồng bộ tại các địa phương. Việc này đã giúp lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn thuận tiện hơn trong việc theo dõi diễn biến rừng, kiểm tra nhanh chóng các khu vực, lô điểm có khả năng biến động, đồng thời cảnh báo sớm các tình huống cháy rừng có thể xảy ra, từ đó huy động kịp thời lực lượng, phương tiện kỹ thuật để ứng phó. Việc sử dụng phần mềm này cũng đã được các lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn sử dụng ngày một thành thạo và phát huy hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng chính là một giải pháp để khắc phục những khó khăn về lực lượng của ngành kiểm lâm trong tình hình hiện nay. Trước khi có cái hệ thống này thì hồi xưa ấy, thì anh em là bản đồ giấy thì nó bất cập ở chỗ là khi đi vào rừng ấy, thì lúc trời mưa ẩm ướt thì nó hay bị nhàu lát. Thứ hai nữa là cái xác định vị trí thì nó không có tọa độ cụ thể, nên là cái xác định vẫn chỉ là bằng kinh nghiệm của bản thân đấy, và xác định những cái vị trí nó dễ có xe khe suối đường hoặc là những cái địa hình nó nổi trội, còn những cái địa hình mà nó tương đối đồng đều giống nhất nhau thì nó rất khó xác định. Song song với việc ứng dụng công nghệ thông tin, các hạt kiểm lâm, khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý các khu rừng đặc dụng cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền và nhân dân các địa phương, thực hiện các biện pháp phòng là chính, tập trung xây dựng và triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện, xã theo phương châm 4 tại chỗ. Chủ động phối hợp với các chủ rừng, tăng cường tuần tra kiểm tra tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao để bố trí các nguồn lực theo phương châm 4 tại chỗ cho phù hợp, đảm bảo ngăn chặn và xử lý kịp thời các tình huống mới phát sinh, không để xảy ra cháy rừng. Tăng cường kiểm tra tại các cửa rừng để kiểm soát chặt chẽ người vào khu vực có nguy cơ cháy cao, người vào rừng không rõ mục đích, tổ chức lực lượng ứng trực, phương tiện, chủ động, sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Hiện nay toàn tỉnh Sơn La có trên 634.500 hectare rừng,
tỷ lệ che phủ đạt 44,5%. Để bảo vệ tốt diện tích này, trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả hoạt động của kiểm lâm địa bàn. Chỉ đạo hạt kiểm lâm các huyện, thành phố, các ban quản lý rừng đặc dụng phòng hộ chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phân công ứng trực 24/24 từ tỉnh, huyện đến xã để kịp thời tiếp nhận tin báo và có biện pháp xử lý kịp thời khi cháy rừng xảy ra. Với những giải pháp quyết liệt được đưa ra, tỉnh Sơn La phấn đấu hạn chế tối đa cháy rừng xảy ra trên địa bàn, đồng thời phấn đấu nâng cao độ che phủ rừng, từng bước hướng tới mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 50% vào năm 2025. Nội dung chi tiết phản ánh về công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh sẽ được đề cập trong chuyên mục bảo vệ rừng với phóng sự chủ động các biện pháp phòng chống chữa cháy rừng phát sóng vào lúc 21 giờ tối nay trên kênh STV. Mời quý vị và các bạn cùng chỉ đón xem. Và khép lại nội dung câu chuyện ngày mới tại đây, chúng ta sẽ cùng đến với mỗi ngày một việc tốt. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích động viên và tặng người bệnh những món quà ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia tình yêu thương, ấm áp dành cho bệnh nhân, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La thường xuyên tổ chức chương trình đồng hành cùng bệnh nhân. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ tham gia của nhiều đơn vị tổ chức, mang lại niềm vui cho người bệnh. Những đồ dùng thiết yếu như quần áo, xà bông, khăn tắm được phát miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền trong chương trình đồng hành cùng bệnh nhân. Ngoài ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, chương trình cũng tạo sự giao lưu gắn kết giữa người bệnh và cán bộ, bác sĩ của bệnh viện. Nói vào đây là được sự quan tâm, chăm sóc của các thầy thuốc, y bác sĩ cũng như là các người nhân viên phục vụ. Cái nơi trốn rất tình cảm, nhiệt tình và chu đáo. Thuốc rất là đầy đủ, không thiếu cái gì. Khi vào thì yếu nhưng đi ra là người khỏe mạnh, mang lại hạnh phúc cho mọi bệnh nhân. Thế tôi cảm thấy là ngày hôm nay là ngày tuyệt vời. Với mỗi chương trình được tổ chức, nhiều phần quà đã được trao tặng tận tay những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang chữa bệnh tại viện. Được tổ chức mỗi quý một lần, chương trình đồng hành cùng bệnh nhân đã được đông đảo bệnh nhân ủng hộ. Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân giỏi tốt, ăn uống nhắc nhở giỏi đẹp, nhưng mà cho các bệnh nhân quần áo trương lộ lạc giỏi. Cảm ơn bác sĩ. Trong thời gian tới, chương trình đồng hành cùng bệnh nhân sẽ tiếp tục được Bệnh viện Y Dược cổ truyền Sơn La tổ chức. Bệnh viện sẽ tiếp tục những cái chương trình này, không phải ngày 1, ngày 2 mà sẽ tiếp tục trong hết. Trong năm 2021 thì chúng tôi dự kiến là cái chương trình ngày đồng hành cùng người bệnh sẽ được làm có chiều sâu hơn, sẽ được kêu gọi được nhiều nhà hảo tâm hơn để cùng bệnh viện đồng hành, để chia sẻ, giúp đỡ bệnh nhân vùng sâu vùng xa. Chương trình đồng hành cùng bệnh nhân sẽ tiếp tục phát huy nhiều hiệu quả hơn nữa để phần nào chia sẻ những khó khăn với bệnh nhân, tạo nên sự thân thiện gắn kết hơn nữa giữa bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế, tạo một môi trường điều trị thân thiện, an toàn và hiệu quả. Vâng, có thể thấy không chỉ là những người chữa trị bệnh cho bệnh nhân, những người thầy thuốc đã cùng chung tay trong chương trình đồng hành cùng người bệnh còn cho thấy tấm lòng nhân ái của họ đối với bệnh nhân, đặc biệt là những hoàn cảnh còn khó khăn. Đây cũng là việc làm thiết thực, làm theo lời Bác, lương y như từ mẫu. Mong rằng chương trình ý nghĩa này sẽ ngày càng được nhân rộng và nhận được sự chung tay góp sức của nhiều nhà hảo tâm và đạt hiệu quả hơn nữa. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn trong chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Hẹn gặp lại vào 6 giờ sáng mai.